Thời vàng son đã điểm, 4 tuổi ăn nên làm ra, tiền về chật kết, mua nhà mua xe trong 77 ngày tới tuổi dần. Đại diện cho hình ảnh năng động, mạnh mẽ, quyền lực và quyết đoán, người tuổi dần lúc nào cũng thể hiện được sự thông minh, nhanh nhạy và năng động của mình. Ngay từ khi còn trẻ, con giáp này đã sống có ước mơ và hoài bão nên hiếm khi họ chịu khuất phục trước khó khăn. Trong 77 ngày tới, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh, người tuổi dần làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Trong công việc, dù bị nhiều đối thủ tìm cách hãm hại nhưng con giáp này vẫn đủ khôn khéo để vượt qua nhờ vậy mà họ có thể ghi điểm và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên đồng nghiệp tuổi thìn có lẽ vì rồng là một con vật đại diện cho sự linh thiêng và sức mạnh phi thường nên những người thuộc tuổi này cũng sở hữu tài trí hơn người sự thông minh sắc xảo và khí phách của họ toát ra ngay từ vẻ bề ngoài khi con nhỏ tuổi thìn là người hiếu động ưa thích khám phá những điều mới mẻ và không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân Họ cũng yêu thích sự tự do nên luôn mong muốn được thỏa sức vùng vẫy trong ước mơ. Khoảng thời gian 77 ngày tiếp theo chính là cơ hội vàng để người tuổi thìn vạch ra cho bản thân những kế hoạch cụ thể. Chỉ cần họ hành động dứt khoát, quyết đoán, mạnh mẽ và tiếp tục phát huy sự chăm chỉ thì dự án nào cũng đạt được thành công. Tuổi thân Không chỉ sở hữu một trí thông minh hơn người, tuổi thân còn khiến mọi người xung quanh nể phục nhờ sự nhanh nhạy, lạc quan và luôn dám nghĩ dám làm của mình. Trong công việc, dù bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến mấy thì tuổi thân cũng giữ được bình tĩnh và tìm cách xử lý thông minh nhất. Nhờ vậy mà người tuổi thân luôn giữ những vị trí cao quan trọng trong công ty. 77 ngày tới, vận trình của người tuổi thân sẽ lên cao như diều gặp gió nhờ được thần tài nhà vía. Bên cạnh sự nghiệp hanh thông, tiền tài rủng rỉnh, con giáp này còn may mắn có đường tình duyên khởi sắc. Với tuổi thân còn độc thân, đây là lúc họ nên mở lòng hơn và dành nhiều thời gian tham gia các dự án xã hội để tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Tuổi Tuất, Tuổi Tuất là một con giáp sống ngay thẳng, giản đơn và rất tốt bụng. Bên cạnh đó, họ cũng là người trung thực và có trách nhiệm cao nên luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Dù đến môi trường nào thì con giáp này cũng có thể hòa nhập và tạo được niềm tin từ người xung quanh. Từ đầu năm đến nay, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất có phần ảm đạm khi họ gặp phải một vài rắc rối trong công việc, khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy nhiên, con giáp này không cần lo lắng quá nhiều vì chỉ 77 ngày tiếp theo, tài vận của họ bất ngờ tăng vọt, tài lộc dồi dào làm đâu thằng đó. Đặc biệt, với sự giúp đỡ nhiệt tình từ quý nhân, con giáp này hứa hẹn sẽ tạo được những bước tiến lớn trong cuộc sống của mình. Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm